Phong vừa mới đi làm về xong. Ngày hôm nay thì công ty Bông vẫn được tăng ca, nhưng mà có một mình Bông là phải về thôi. Tại vì Bông có chuyện của Bông không có tăng ca, cho nên là Bông ghé tiệm thuốc để Bông mua cái grocery gần nhà để Bông mua ít đồ. Và để tiết kiệm tiền không có mua vớ vẩn thì Bông đã chạy vô để mua cái Bông cần thôi, đó là nước tẩy trang. Ok, giờ Bông sẽ đi tính tiền. Sau đó thì Bông sẽ đi siêu thị mũi chết cây. Đây, để Bông cho mọi người xem cái khu vực gần nhà Bông nhé. Đây là cái khu vực gần nhà Bông này, nó có hai cái xô ten gai là hai cái chợ đó mọi người. Còn mấy cái như là 7-7 với Family Mart là nó bao la trời mây luôn. Sát bên đó là cái nhà ga. Ở đó đây có một cái chỗ bán vé số. Bông sẽ lại Bông chơi vé số. Ngày hôm nay Bông không có được tăng ca cho nên Bông có cảm giác Bông trúng vé số đó mọi người. Đi thôi. Bông trúng rồi nè mọi người ơi. Xin chào quý khách. Đây là quầy bán vé số. Đối với những quý khách đang quan tâm đến vé số, chúng tôi có chuẩn bị và hướng dẫn sản phẩm bằng tiếng Việt. Hãy nhân cơ hội này để thoải mái thử vận may. Arigato gozaimasu. Cái cảm giác của Bông đúng mọi người ơi, Bông trúng được một măng. Tăng ca có một tiếng là được hơn một sen, nhưng mà Bông đi chơi vé số Bông trúng được một măng. Bây giờ Bông sẽ đi mua trái cây ăn. Bông sẽ mua táo. Mua một quả. Tôi mua hai quả đi ăn trong tuần nữa. Mới trong vé số mà. Bông sẽ mua kiwi. Kiwi này to quá. Nhưng mà nó không có, vẫn còn sống cơ ta. Nó cứ ngắt à. Mua hai quả kiwi. À thôi, hay là mua một hộp bên này đi. Bây giờ nó có bán hộp này. Nhưng cái quả bên kia thì nó to hơn đó mọi người. Nhưng mà một mình ăn một lần một quả thì ăn một quả thôi là được rồi. Thôi lấy cái này. Ok. Nho. Thật, nho này nó cũng ngon lắm. Cam. Ăn cam không ta. Thật, mình cũng không muốn nghe cam hả? Ok. Vui quá à. Bông vẫn không ngậm được miệng mọi người à. Trời ơi, ngày hôm nay cảm giác của Bông đúng. Trúng được một măng luôn. Vui quá, là đầu tiên Bông trúng được một măng ấy. Tiền cái số á. Ok, bây giờ Bông sẽ đi vô trong siêu thị gần nhà để mua đồ ăn. Trúng được măng mà. Let's go. Ok, let's go. Ngày hôm nay á, siêu thị gần nhà Bông á, là nó giảm giá. Tại vì ngày mai là nó nghỉ, nó không có bán, cho nên là nó sẽ giảm giá ngày hôm nay á mọi người. Wow. Có 198 yên một quả chà bá luôn. Bông có nên mua hai quả không trời. Quả này để được lâu không nha. Mua hai quả thôi. Thôi mua một quả thôi. Cái mắt to hơn cái bụng. Ăn nhiều là coi đó. Ủa cái quả dưới này nó to rồi. Đây quả này. Quả này nó hơi ấy rồi. Ok. Let's go. Mai xào với lại mực. Bữa thằng nhóc em nó mua cho một cái túi mực. Cái này đi ha. Ok. Măng tây thôi. Măng tây luôn. Tại vì Bông rất là thích ăn măng tây á mọi người. Phổ hoa giảm giá 40%.
Bông lấy hai quả này luôn. Biết sao mọi người, tại vì ở nhà Bông có thịt nai xay á, cho nên Bông sẽ mua hai quả đó luôn. À, Bông mua cả cái này nữa. Ok, đúng là trong giá số có khác, đi lấy đồ không có sợ gì hết trơn. Ok, Bông mua. Ngày hôm bữa em có mua cái này Bông anh thử và nó rất là ngon, cho nên Bông tiếp tục lấy cái này. Ok, để xem coi nó giảm giá những gì nè. Trời ơi, nhân tình đi mua hết trơn rồi. Chúng giấy số cho nên Bông sẽ ăn cái siêu thị nhà Bông á mọi người, nó được cái gần nhà thôi nhưng mà đồ thịt thà này nó hơi bị mắc luôn á. Thôi thì Bông cũng ở nhà cũng còn tiếp tục di chuyển, ăn đi học nhậu hồi. Con sẽ mua cái này, mấy cái này ta suy nghĩ rau củ quả, táo rau củ quả, mình sẽ lấy cái này đi. Ok, để về uống với collagen đó mọi người. Bông rất là thích ăn cái này, chỗ này, nhưng mà ở siêu thị nhà Bông thì nó mắc mắc hơn cái siêu thị kia, cho nên Bông sẽ không mua ở đây mà Bông sẽ mua ở cái siêu thị phía trên. Ok, Bông không thích ăn mấy cái đồ ăn nhanh nhanh như thế này, nên là thôi, đã xong rồi. Cho con mì xì. Em tính tiền thôi. Đã xong rồi. Tổn hại hết 2 cent này. Ok, bây giờ về nhà thôi mọi người ơi. Ok, Về thôi. Trời ơi, ngày hôm nay thật sự rất là may mắn luôn, rất là vui luôn. Và Bông đã quyết định đúng khi mà có cảm giác là ngày hôm nay Bông sẽ trúng số. Ở nhà thôi. Bây giờ ngày hôm nay vẫn chưa về đâu, tại vì mọi người được tăng ca. Bông làm cái chuyện của Bông là cái chuyện không có tăng ca mọi người. Tới rồi. Đây là cái chỗ để xe. Để mở cửa. Nhà Bông tới nhà. Bây giờ thì Bông sẽ đi tập thể dục và sau đó Bông sẽ tắm. Trúng số mua quá trời đồ ăn luôn mọi người à. Bông về tới nhà rồi và bây giờ Bông sẽ tập thể dục, sau đó Bông sẽ đi tắm rồi Bông sẽ đi ăn. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở video sau. Bye bye.